gọi điện thoại cho Daddy đã kìa. Thôi kinh chưa má, Huy đang gọi điện thoại Daddy nó còn nói. Con nói đi Daddy. Nói đi Daddy không trả lời chứ không phải hả con? Con bấm đi, bấm gọi điện cho Daddy lại ta. Con bấm gọi lại ra cho Daddy, ra Daddy nghe hả? Con nói đi Daddy. Nó gọi vậy mà không nghe gì hết trơn, buồn quá luôn. Con nói đi Daddy. Bấm đi, bấm điện thoại gọi cho Daddy thử coi. Gọi điện thoại cho Daddy không được, gọi điện thoại cho dì Úc. Bấm đi. Gọi điện thoại cho dì Úc không được, gọi điện thoại cho bác Nguyên. Alo. Trời ơi, không ai nghe điện thoại hết trơn vậy. Buồn quá đi.